Chào tất cả mọi người, thì ngày hôm nay thì quyết định làm cái vlog này để mà chia sẻ những cái tâm tư của mình. Thì mọi người có thắc mắc gì mọi người có thể là đặt câu hỏi ở phía dưới cái phần. Cái lý do mà Tú chọn cái quán cà phê này giữa cái thời tiết ở Sài Gòn, thì mọi người biết là thời tiết ở Sài Gòn cực kỳ nóng, nhưng mà thấy cái thì cái này là vô tình không? Vô tình Tú cái TikTok á, với chị kia review ở đây quán cũng khá là đẹp. Tại vì cái màu, chắc chắn là cái màu white của chị cũng rất là đẹp, nên là để lại cái ấn tượng của mình đã follow cái kênh đó luôn. Đó là cái lý do đầu tiên. Và cái thứ hai là mình nghĩ là cái view, cái thiết kế ở đây nó kiểu là giống như là bên phương Tây vậy. Có mấy cái bức tường như này là làm cho mình nhớ cái lịch sử của cái phương Tây, lại là những cái đồ kiểu như là đồ gỗ vẽ. Đấy cũng là một cái lý do mình chọn cái quán này để mà thăm, không phải là tham quan mà đến để mà trải nghiệm nước uống ở đây. Thì cũng có gọi order với lại là bạn của mình nhá, bột mặn xíu với lại là trà ô long cam dâu. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình uống cái trà ô long mà nó có cam dâu. Bình thường là mình chỉ uống trà ô long ở mini shop hoặc là mấy cái ở tiệm tạp hóa thôi. Ở đây là nó có trái dâu. Nước ở đây vô cùng ngọt nha. Thì ở đây thì mình có bạc xỉu đá. Thì bạc xỉu thì mình uống khá là nhiều rồi. Tuy nhiên thì mình thấy bạc xỉu ở đây cũng khá là ngọt. Nói chung là đồ uống ở đây là nó kiên về đồ ngọt hơn. Đó là một cái lý do. Tiếp sau hả, nóng, cảm giác ở đây nóng, nhưng mà nóng này tại vì ở phía trên là có cái che rồi nên là không có nóng hoàn toàn, với lại là không có làm cho cái cơ thể của mình hết mồ hôi á, cảm thấy rất là dễ chịu hơn một phần. Đó là cái khoảng là nếu mà mọi người so với cái thời gian mà mình ngồi ra, dành cái thời gian của mình ngồi ra ở bàn này, là mọi người có thể là ra ngoài một chút thôi là mọi người sẽ cảm nhận được cái sự nóng của Sài Gòn, Hà Nội, và đặc biệt là ở đây, và đặc biệt là bây giờ là tầm là 1:30 chiều đấy, nên là cái khoảng thời gian này cũng khá là nóng nha. Đấy, nóng, cảm nhận là nóng. Cái lý do đầu tiên đó là có rất là nhiều quán ở trên thành phố mà có rất là nhiều sự lựa chọn, nhưng mà mình vẫn thích cái quán này bởi vì phong cách của nó cổ điển. Mình không biết là cái quán khác nó cổ điển hay không, hay là nó nhiều cái cây cối hay là làm sao nó thiết kế là nhiều cái hoa hậu này, bởi vì những cái thực ra mấy cái quán nó là bốn thức thích mấy cái quán kiểu như nó không màu đen hoặc là không màu trắng, hoặc là hoa cái màu xanh của cây cỏ như là mình chưa, thực ra là mấy cái xíu xíu là hoa cỏ mà chưa là cũng không có thích phong cảnh cho lắm. Đấy, mặc dù là trời nóng nhưng mà mình vẫn phải chịu cái sự nóng này tại vì mình thích cái phong cách này. Buổi đêm á là chắc chắn là nó sẽ không có ban đêm khác và ban ngày nó sẽ khác. Ban ngày nó sẽ làm cho cái màu không khí gọi là khi mà mình quay lên á, nó sẽ có một cái màu sáng, màu tươi hơn ban đêm. Buổi tối mà mọi người cho dù đó là da của người có sáng, có trắng hay là người kia thì khi mà ban đêm thì nó cũng sẽ làm cho cái ưu điểm của mình trở nên mạnh mẽ hơn, nên là buổi sáng ngoài buổi trưa như này là cái điểm tốt nhất rồi. Lần đầu tiên mà mình cảm giác là khó chịu hoặc là cái cảm giác ở đấy không có sự chào đón nhiệt tình, hoặc là cái thái độ phục vụ của nhân viên ở đây, nếu mà không có mình không có cảm nhận được cái sự yêu mến khác nên là chắc chắn là lần thứ hai là mình sẽ không tới rồi. Nhưng mà nếu vì một cái lý do nào đó đặc biệt, có thể là thái độ của nhân viên, mấy anh chị nhân viên này cực kỳ tốt này, nước uống này cực kỳ ngon, thì mình lần sau thì mình sẽ biết cái điều đó, đó là chắc chắn rồi. Không còn gì nữa đó, quên câu hỏi mình nghĩ là nó cũng giống như là cái mong muốn của mình á, người ta sẽ lựa chọn vào cái khoảng thời gian nào người ta cảm thấy thích hợp nhất. Có thể là nhiều người không thích cái sự nóng bức, người ta sẽ đến vào cái khung giờ xế chiều như là tầm 3 giờ chiều hoặc là 4 giờ chiều chẳng hạn. Nên là cái thời điểm mà Tú đi là tầm khoảng 1:30 cho tới 2 giờ. Cái giờ này là cái thời điểm mà Sài Gòn nóng á, nên là nhiều khi là người ta không thích cái cảm giác nóng, nên là khách ở đây không có số lượng nhiều. Nhưng mà vào một cái giờ cao điểm nào đấy mà mình cũng